các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại một ngôi làng. Phải nói rằng là rất lâu rồi Thắng mới trở lại ngôi làng này. 2 năm mới đi chợ một lần. Và hôm nay thì Thắng quay lại với lễ hội của ngôi làng Rong Rêu. Ở dưới này đang có rất nhiều những cái chương trình mà ban tổ chức của xã Phương Tiến đang tổ chức những cái ngày hội cho bà con ở xung quanh đây và các địa phương lân cận đến đây dự hội. Và đặc biệt nữa là hôm trước thì Thắng đi có một cái lễ hội của người Tày, và hôm nay thì Thắng lại được gặp lại cũng có một số người Tày, nhưng mà đặc biệt hơn là có các cô gái người Dao ở đây cũng rất là xinh. Và hôm nay thì Thắng may mắn được gặp tất cả các chị em phụ nữ người Dao này. Các chị em ở đây là có chồng hết rồi chứ nhỉ? Có chưa? Chưa hả? Ôi giời ơi. Đây là có vẻ là hình như là hôm nay là quay nên là các chị em là thả mình một hôm. Chị nào cũng bảo là chưa có chồng. Và đặc biệt nữa là có những cái mà Thắng phải nói rằng là ở đây có những cái ngôi nhà phải nói rằng là tuyệt đẹp. Thắng không biết giải thích như nào. Nó có những cái mà đặc biệt so với cả những cái ngôi làng khác là tất cả những cái mái nhà ở đây đều có rong rêu. Và có thể là do ở đây thứ nhất là nó là một cái vùng mà nó lạnh. Thứ hai là do cái một phần nữa là có thể những cái ngôi nhà ở đây là do cái đường xá mà để người ta chuyển vật liệu lên ấy, nó đi lại trước đây có thể là khó khăn nên là họ không thể chuyển được nhiều những cái vật liệu xây dựng hay là những cái tấm lợp hay là những cái tôn để họ thay thế cái mái, nên là họ lợp bằng mái cọ, nên là ở đây phải nói rằng là tuyệt vời. 100% những cái ngôi nhà ở đây gần như đều có rong rêu hết. Và hơn nữa là song song với những ngôi nhà rong rêu thì ở đây có những cái hệ thống cây chè cổ thụ và rất nhiều những cái ruộng lúa bậc thang ở đây. Và bây giờ đến đây thì có bạn Xuân Hữu này và đúng có những em gái gần Xuân Hữu tên là gì nhỉ em nhỉ? Em tên gì? Là Ngoan ạ. Em tên là Ngoan à? Ngoan. Ôi trời ơi. Ngoan lắm. Anh này tên là Ngoan. em gái tên là gì nhỉ? Em tên là Thu ạ. Em Thu à? Em ngoài cùng tên là gì nhỉ? Em tên là Hoa. Em Hoa này năm nay bao tuổi em? Em có 18 tuổi. 18 tuổi không? 18 nhân 2 à? Thế còn em gái tên gì nhỉ? Em là Trang. Em Trang, còn em gái? Em tên là Hiểu ạ. Em Hiểu à? Hiệu. Hiểu à? Em này là Hiệu Trang. Từ Hiệu Hàng Hiệu ấy ạ. Lại còn Hàng Hiệu nữa. Em này là Hàng Hiệu nữa. Còn em này là tên là Trang đúng không? Còn anh tên là Nghĩa. Hôm nay rất là vui được gặp các cô gái người Dao ở đây, phải nói cực kỳ là vui tính. Đến với cả các cô gái người Dao này và những cái ngôi làng và cảnh đẹp ở đây thì Xuân Hữu có thể mà cho khán giả được một vài đoạn ngẫu hứng về đàn then của Xuân Hữu. Ok anh, let go luôn nhá. Let go nhá. Tiếng yêu nhẹ đưa bên suối đời, hoa rừng níu bướng gió vân vân, hương nếm bồng bềnh chiều e ngại, thổ cầm ai theo một nhánh xuân. Xuân về hoa nở khắp Hà Giang, xuân về hoa nở khắp Hà Giang. Tuyệt vời. Phải nói rằng là Xuân Hữu có một cái đoạn xuất thần đấy. Xuân về hoa nở khắp Hà Giang. Đây là một cái loài hoa mà cũng mọc ở rất nhiều nơi. Hoa này là gọi là hoa bướm. Đấy. Đây là bà con là gieo ở đây. Đấy, bướm này là bướm cúc sao anh nhỉ? Hoa bướm mà. Anh tặng em này. Đấy. Tặng em luôn nhá. Đây. Hoa này là chỉ để ngắm thôi. Thằng Hữu nó chót giật một bông rồi. Còn Thắng thì chỉ để ngắm thôi nhá, không dám hái hoa. Rất là vui hôm nay là được gặp các chị em. Đây tí nữa mời các chị em là ngồi cùng ẩm thực luôn nhá. Dự cái ẩm thực ở đây, tại vì là mỗi một văn hóa, mỗi một lễ hội thì song song nó đều có những cái phần ẩm thực nhá các bác nhá. Ngoại hôm nay ở dưới này thì ban tổ chức cũng có tổ chức những cái thi về ẩm thực, có những cái mâm cơm của những cái bản làng người ta ra đây người ta thi với nhau. Đấy, nên là ở đây đi bất cứ một nơi nào thì chúng ta cũng phải thưởng thức cái ẩm thực xem nó có khác gì so với ở ngoài thành phố hay là so với cả những cái
nơi mà Thắng đã đi không nhá. Nào let's go, bây giờ mời các bác xuống dưới này. Nào chị em chúng ta cùng đi chảy hội nào. Đi, nào, hội nào. Let's go, Pelo. Pelo, Pelo. Cái khu vực này là cái phần mà Thắng đang từ trên kia. Các bác nhìn thấy từ trên ngôi nhà trên kia. Các bác nhìn thấy ở trên kia thì dưới này thì những cái ruộng nó bé bé thôi. Nhưng mà xuống đây phải cảm thấy là cực kỳ nó là rộng. Ở ngay đây thì ban tổ chức đang tổ chức cái phần thi cắt lúa đầu tiên. Ở đây nói là cắt lúa nhưng mà dưới quê Thắng thì gọi là gặt lúa đó. Rồi. Trong này đang chuẩn bị vừa nãy là cái phần mà lúc Thắng đứng ở trên kia thì là họ tổ chức văn nghệ. Do cái văn nghệ ở đây thì nó có những cái phần liên quan đến nhạc bản quyền nên là anh em Thắng không thể nào chia sẻ hết được cái hình ảnh cho các bác nhé. Nên là Thắng chỉ quay đến cái phần hội thì bà con ở đây là gặt. Tất cả một cái lễ hội nào đó thì bao giờ các bác cũng thấy nó có phần lễ và phần hội. Phần lễ thì nó đã tổ chức xong rồi, chính quyền địa phương đã làm những cái lễ rồi là đọc những cái phần mà tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu rồi là rất nhiều thứ đấy. Và còn đây thì là phần hội, bắt đầu trải nghiệm vào lễ hội đấy. Anh chị em mà đang chuẩn bị gặt lúa. Hình như là gặt lúa này là nguyên các chị em thôi. Theo quan sát thì chỉ thấy các chị em đi gặt thôi, còn không thấy có cái đàn ông đấy. Đàn ông thì sẽ làm cái động tác sau. Mà các bác biết rằng gặt và cắt ở đây là vẫn còn rất là thủ công nhá. Bao đấy. Anh em nam là chơi phần đấy luôn, là đập lúa luôn. Đây rồi, đừng qua, cố lên. Mày tăng tốc lên anh ơi, nhanh lên, tăng mạnh vào, ui rồi, đập đi, nhanh vào, ui chậm quá, đập nhanh vào anh ơi, đấy anh em này các bác thấy chưa, đấy tăng chưa, đấy, cố lên, đập nhanh vào anh ơi, đập nhanh vào, tốc độ lên. Tốc độ nhanh nào. Đây là. Đấy. Anh em thấy các chị em mà cắt lúa nhanh không? Nào, cắt vào tay nhá. Đấy. Đập nhanh vào, nhanh tốc độ lên tí. Bỏ túi ra cho nhanh. Bảo anh trai kia bỏ túi ra, đừng đeo túi làm gì vướng. Thế mới nhanh được. Hai chị em gặt và hai anh trai đập. Đấy, các bác thấy là gặt lúa. Đấy đúng rồi, bỏ đấy ra mới nhanh được. Xắn tay áo lên. Ui dồi ôi, nhìn nó phải như người nông dân chứ. Đấy. Căng vào. Đập nhanh lên tí nữa. Nhanh lên. Đấy, đập mạnh vào. Đập đi. Đấy, các bác thấy anh em đang ủng hộ rất là nhanh. Các bác nhìn thấy cái độ gặt ở đây còn nhanh hơn cả là ấy. Đúng rồi, khanh nhanh lên. Đấy. Kê lên luôn. Đập mạnh vào. Cố lên anh ơi. Rồi đập khỏe anh ạ. Đập khỏe nhanh mà. Nhanh lên tí nữa. Nhanh lên, tập trung vào. Đấy. Đúng rồi, cuột mạnh vào. Đấy. Nhanh lên. Đấy. Thời gian là bao lâu phút không biết nhỉ? 15 phút à? 15 phút lấy 3 tạ là vừa. Đấy. Đấy. Hai anh em này. Hai nam hai nữ. Có tổng là 4 độ. Anh em nhìn thấy là cực nhanh. Tốc độ. Thế thì cái này cường thịnh chúng ta tốc độ nhanh lên tí nữa em ơi. Bên kia nhanh lên, bên kia sắp xong rồi kìa em ơi. Rồi. Nhanh lên.
khanh lên tiếp đây, khanh lên đây, nhanh lên đập văn cho khanh lên đây. Xa quá rồi. Nhanh. Nhưng mà mày thanh niên hình như có vợ rồi sao? Mạnh nào, thanh niên chưa vợ. Bây giờ đấy. Đấy. Và hiện giờ thời gian mới có 7 phút thôi. Các bà không thi à? Không. Sao? Các bà chưa đến giờ. Chưa đến giờ à? Chiều mới thi á cơ. À, chiều mình thi tại gia đình luôn. Nhà mình khác tự thi. Tự gạt. Các bà thấy họ gạt thế nào? Có được không? Kém à? Chậm hơn các bà à? À không khờ. Đây à. Chia tay mới gặt lúa thì anh em lại lên thấy ra bánh dày. Ây da. Nghe chừng bộ môn này cũng hơi khó khăn đấy nhỉ. Sao chụp gì làm sao? Chụp thì em quay gian hàng này chứ làm sao? Ê chị, em quay đây là lễ hội sao phải cấm? Là chị ấy bảo là đừng có chụp chị ấy. Em không có chụp đâu, em quay camera thôi. Bồ kết này, hạt tiêu rừng này, bánh này, các kiểu này. Đấy. Đấy, trong tất cả các lễ hội thì anh em không bao giờ có thể thiếu được cái phần ẩm thực nha các bác nhé. Đây là cái phần mà ẩm thực. Còn đây là món dê xào. Đây là dê xào nóng nhá. Đang không? Hôm nay mình là làm tổng khoảng bao nhiêu mâm nhỉ anh? 50 mâm cơ à? Ai dạ. Nguyên một cái nhà trên này thôi và đã làm đến 50 mâm rồi, còn các nhà khác nữa. Hôm nay không biết bao nhiêu mâm ẩm thực ở đây. Ở đây là bộ phận lòng kìa, phải không? Lòng dê, lòng trâu hay gì đấy? Lợn. Lòng lợn à? À, lợn đây ngon lắm à các bạn. Đấy. À, đấy. À, các bác thấy là cái xẻng cơm ở đây nó có độc đáo không? Từ sáng giờ là chị nấu mấy nồi chị? Ba nồi rồi à? Ai da, nhìn nhờ. Như này. À, các bác này. Bà con người Dao ở đây có cái xẻng đảo cơm, các bác thấy cũng uy tín không? Quá uy tín luôn. À, hôm nay là tổng 50 mâm mà 3 nồi như này là phải nói rằng là anh em đến đây du lịch là leo núi leo đồi nhiều nên là chắc là ăn cũng khỏe. Nhưng phải nói cơm đây ngon, gạo dẻo. Gạo đây mình nấu là gạo gì nhờ chị nhờ? Hả? Kỳ sở yêu á? À, kinh sở yêu à? À, gạo kinh sở yêu. Lần đầu tiên Thắng cũng nghe thấy gạo kinh sở yêu. Kinh sở yêu này. Không rồi, bây giờ đang hộ tí. À. Đâu nhỉ, chạy đâu hết rồi nhỉ. Có theo dõi mấy lần rồi. Thế à, theo dõi mấy lần Nguyễn Tất Thắng à? Chị là chủ nhà luôn à? Dạ, không phải đâu ạ. Thế à, thế nhà đâu, chị đâu? Nhà dưới này à? À. Thế là hôm nay là tăng cường hộ nhau hết à? Đây là món dê xào đây. Đấy. Nhức nách luôn nhá. Nhưng mà sao ra nhiều nước nhỉ? Mình cho nhiều nước vào. Hả? À, ướp là nó ra nước đấy. Đây gọi là món dê xào lăn à?
Có quả chảo xào uy tín đấy. Đấy, xào này xào mới được. Đây là măng trúc đúng không? Vâng. Măng trúc của mình. Cái này trên Tây Côn Lĩnh đúng không? Đây. Chuẩn bị khách ngồi hết rồi đấy nhỉ. Đến giờ xong lễ hội rồi. Các bác các cô chuẩn bị vào việc đấy. Đây. Đấy các bác nhìn thấy một đĩa măng trúc ở đây ngon không? Xào bằng mỡ lợn. Cực thơm luôn. Làm giá tí ớt đi. Thánh giá ớt anh em mình phải tự túc nữa. Xào tiếp anh em xào rau cải, nấu canh rau cải và thêm gà. Khu vực các chị em đang làm, mình làm gừng đây à đúng không? Ao này có cá bỗng đấy nhờ chị nhờ. Đẹp quá các bác nhìn thấy người tày, à người dao. Đây là dao áo dài. Người dao thì họ ở cao và gần với cả nguồn nước. Đấy, gà luộc chín xong cái anh em thả luôn rau cải vào nhá. Đấy, tự chế biến luôn. Trên này đến giờ nó đông khách. Anh em làm chế biến. Nhỏ ra gừng càng nhỏ nấu canh càng ngon. Ớt này ớt củng đấy. Ớt này là ớt người ta trồng cũng có tí công nghiệp. Anh em làm ớt coi nướng nghe, nướng nghe anh ơi. Thơm lắm. Không biết làm muối trắng như này được. Rồi xào. Đây à. Đầu cũng phải thái ngắn ngắn hơn tí, băng này đây là không có thời gian nhá. Thánh ra ớt. Đây. Rau xào, rau ghép đồ anh em bú xua các kiểu luôn nhá. Riêng mâm thắng là VIP nha. Không phải nghĩ. Thần mát nha anh Sự nha. Nhắm mắt vào đừng nhìn vào nó. Ai giờ hôm nay ông Sự ông chơi quả ớt này thì mới anh em thì nhất người. Ủa, xào được anh nhỉ? Được đấy. Bốc khói rồi, bốc khói rồi. Ai giờ cày quá không ạ? Thế sự ạ? Bốc hơi rồi. Anh phải tránh ra không nó bay hết á. Canh rau cải, rau gừng nha. Với nước luộc gà nha anh em nha. Cho gia vị vào đi. Bây giờ đăng lên. Ngon đấy nhờ anh nhờ. Đó là trên cả tuyệt vời nhá. Trên cả tuyệt vời. Dê này vừa sáng nay em mình mổ tươi rồi đúng không? Vừa sáng mổ anh ạ. Còn tiết canh không? Tiết canh còn đấy, chưa đánh. À thế làm tí nữa cho mình mấy bát tiết canh nhá. Là làm có kịp không thôi. Đông quá nhỉ, hôm nay đông quá. Nhưng mà 50 mâm rồi mà các bác. 50 mâm. Như khu cưới.
Ây xa, gà trên bản ngon đấy. Ừ, cái này làm nước chấm luôn nhỉ? Ờ. Ừ. Có ai đâu anh? Có. Trong mâm này đấy. Có người làm đâu? Đang hết người làm. Anh em tôi còn phải vào bếp này. Chặt đi em ơi, chặt gà nha anh em mình ngồi lên. Ừ. Kiểu ở đây nó không phải là thường xuyên và chuyên nghiệp đấy các bác. Cho nên là anh em đến đây là đôi khi muốn nhanh thì cũng phải tự tay vào bếp. Đấy. Nhưng mà ông Tài lên đây ông cũng bắt đầu luống cuống rồi, chậm lắm, thể hiện nhưng mà không ăn thua. Nước chấm được không? Anh phải ra lấy cái quả hạt tiêu rừng vào đây. Quả hạt tiêu ngay mình mua ấy, mới cả hạt thảo quả, thảo quả nướng thêm mấy quả nữa vào. Dập vào mới thơm. Ừ, nướng thêm. Thảo quả tươi nướng lên mới ngon. Ủa giá đây anh này là thánh giá ớt rồi cơ mà. Như cô cưới nhỉ? Hôm nay anh em làm. Nhà bếp đâu hết rồi? Đấy nướng à, nướng quả thảo quả đi. Tại đập cho anh ba quả này đập cho sỏ vào nướng luôn. Cải là phải vặn. Mình múc luôn canh rau cải của mình nhé. Giờ khác rồi. Điều đấy phải tăng vơi quá. Mẫu điều khác. Khách bắt đầu ngồi rồi đấy à? Ngồi đông rồi đấy à? Đấy à, món nước chấm của anh Sự đây. Xong. Xong chưa? Xong rồi. Tay có vẻ hơi run nhỉ? Hơi run. Sáng rồi chưa ăn thì sao? Ăn rồi nhưng mà vẫn run. Ừ. Nó bị sao ấy. Cái này là run từ nhỏ. Nó sơn. À, các bác vừa xem xong cái lễ hội của cái phần hội của cái lễ hội này, và dưới đấy thì các bác thấy là
rất là vui nhộn, có rất nhiều những cái đặc trưng tại lễ hội ngày hôm nay. Và hôm nay thì anh em Thắng có một cái mâm cơm đấy, cũng như bao nhiêu những cái mâm cơm đằng sau này thôi. Ở đây thì có rất nhiều những cái đặc sản địa phương này đấy, đặc biệt là cả ngô các thứ, rồi là đồ đạc, rồi là gà viết, rồi là rất nhiều những cái món là Thắng cũng đã chia sẻ ở cái phần mà trong bếp rồi đó. Mời chị. Đủ chưa? Đủ chưa? Hình như là Hoa vừa nói tiếng Giao sao nhỉ? Giao à? Ừ. Đâu chị, em này là Hiệu. Em là Hàng Hiệu. À, Hàng Hiệu á. Ngày vừa nói cái là quên tên rồi. Nó vừa mới đi xuống dưới kia quay lên cái là quay lại quên tên em ấy rồi. Đi xuống đây các bác gặt đập lúa mạnh mẽ quá anh ạ, thế là em cũng quên. Đây có món này, tí nữa anh em phải ra tay. Nhiều bác cứ hỏi quả này quả gì, quả này là quả ấy nhá, quả sổ nhá. Đấy. Đủ chén không? Chưa. Chưa đủ chưa? Đủ chưa? Đúng không? Ở đây mát nhỉ, không phải dùng quạt. Mát lắm anh ạ. Trên đây rất là mát. Vâng. Rượu ở trên này họ nấu ngon. Ây da, mấy chị em này rót rượu được ấy nhờ. Uy tín đấy, uy tín này. Đúng hàng hiệu phải khác. Thôi nhờ, trước khi vào mâm nào, anh em đã mời có chị cái nha. Dịp ngồi ở đây như này rất là tuyệt vời. Mời các chị em nhá. Rồi, mời các em nhá. Mời anh. Mời hai chị bên đấy nhá. Dô gái nhờ, mình dô gái đi nhờ. Vâng. Nào, anh em ơi! Một, hai, ba! Dô! Hai, ba! Dô! Hai, ba! Dô! Ôi dồi, nhiều quá, mấy chị em thở hắt ra này. Kiểu chưa có tí men nào anh ạ, chắc phải tí nữa. Rượu ở đây là phải nói rằng là cực mạnh. À, càng quá. Thôi dùng đi nhờ, mình dùng đũa đi. Vâng, vâng. Các chị em dùng đũa đi. Dùng đi em. Em nhá. Em Hiệu chưa có chồng nhưng mà nhìn vẫn còn e thẹn lắm. Mời mời các bạn nhá. Đây là món giới thiệu các bác à. Đây là món măng này, măng trúc ở trên vùng cao Hà Giang. Cái này đa phần nó ở trên những cái độ núi cao. Đấy. Măng này là măng nó khi cái cây nó lên thì có rất nhiều gai. Đấy, người ta gọi trúc gai cũng rất là đặc. Đặc cực kỳ luôn. Mời các bác. Mời các em đi, các em ăn đi, tự nhiên đi. Không quá. Dùng đi em gái. Dùng đi em. Em ở đây anh nhé. Cảm ơn các cô. Hình như em Hiệu này đang giảm béo nào. Ăn để có sức giảm béo. Đây à? Ăn này có để sức để giảm béo nữa. Em ngồi cạnh em Hiệu mà run mãi. Đây à? Vừa gấp ăn vừa tay run cầm anh ạ. Ôi dồi. Thế thì cái này đúng là anh lại đánh đàn, em lại làm ca sĩ rồi. Đây là món món dê xào nha các bác nhá. Giới thiệu các bác đây, dê xào. Nhưng mà lúc nãy thì ở trong kia thì Thắng thấy là họ có cho thêm mùi tàu. Nhưng mà hình như mâm của Tất Thắng là họ quên. Anh em mà quên cũng cho mùi tàu. Chấm cho ngon nhỉ. Thắng ơi. Dạ. Cái này cho nó chấm cho nó thơm. À lúc nãy em dã rồi. Đây nhá. Vâng. Đây, nước chấm đây. Đây. Đấy, bọn em vừa ngay ra bàn nướng rồi nhá. Đây, cái hạt hoàng quả đây. Chuẩn luôn. Đấy, đúng rồi. Đây. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đây các bác này, chấm này. Ngập luôn. Đấy. Cái nhà đúng tự nhiên nhá. Chấm sâu rồi em ạ. Dạ. Này chấm. Cứ liệu mình gọi của em như kéo 18 nhân 2. Dạ vâng. 18 nhân 2 36 nhỉ. Các bạn sửa nhau ạ. Hả? Cửa con bò. Không con bò. Đang đi xe lại trượt bánh dưới à? Bò này là bò không bò. Sừng nhá. Đây bò có sừng nhưng sau hết bám. Bò này mọc sừng cả. Quả này ngon thật đấy. Ba sừng cả. Đang muốn mọc.
À, đó là cũng tuổi con bò, nhưng bò này bò con sừng. 90 chị ạ. À, con lại bảo là tí lại bà này gọi mình bằng em đúng không phải? Dạ, vâng phải chị ạ. Nhưng mà nhà... Thôi... nói nào nhỉ? Nhà em là ở đâu nhỉ? Em thích ăn kiểu... Cao Bồ ạ? À? À. Cao Bồ nói các bác biết là cũng một mảnh đất rất nhiều những người ra họ sinh sống ở đấy. Trong đó có cái cây cầu Bản Dâng ấy, và nơi Tất Thắng cũng là làm cây cầu đó, và hôm nay là anh em, chị em cũng sang đến tận đây giao lưu. Nhưng mà đi lại đi một mình. Hôm nay là xe của anh bị kẹt ở đấy. Có hai biết. Mình là đi luôn rồi. Có hai mình là đi luôn rồi á. Tuyệt vời quá. Sáng ở chỗ trường chị đúng không? Đúng đi em. Phóng qua đấy, chỗ vâng, vâng, làm á. Anh Thắng là em biết lý do tại sao xe của anh em bị kẹt rồi. Không. Mình đi sau, anh Sư cứ nhìn em hero. Phải là em này hôm nay đi con xe cao cao không? Đúng rồi. 99 rồi rồi, lần nào. Đúng là hôm nay bây giờ lên đây lại gặp nhau. Đỏ, anh em mình rất có duyên. Đang đi vào xe này vì đang bị mắc kẹt, mình có phải dừng lại để nhanh lên xem một tí xem là chắc là chị em mình không giúp được gì đâu, lại đi. Nhưng mà lúc đấy là có nghĩa là em dừng lại đấy là em đang đây à? Đây là sáng nay là anh đã em đã bảo anh bảo Hữu rồi, bảo là anh em phải chụp ngay cái ảnh lưng của em nó lại đấy. Bảo là có một cô gái nào mà lưng dài dài, chân dài dài nữa. Ê, hóa ra là em này. Nhưng mà duyên khắc đến nhỉ, không cần chụp vẫn đến luôn. Đúng rồi. Anh lại gặp em ở đây, cuối đời lại gặp Hiệu. Chị cho em mượn cái chai để em châm tiểu một cái. Rồi. Mừng cái sự kiện tuyệt vời ngày hôm nay. À, hóa ra là trên đường anh em đi đã gặp nhau rồi. Nhưng mình thì không biết họ, nhưng họ biết mình đúng không? Vâng, thế là... Hôm nay em là đi biển xe 99 nhá. Anh em nào mà trong này có bao giờ đánh đề, nó đánh 99. Tối nay kiểu gì cũng về, nếu như không về. Đây, dùng bánh nha em ơi. À, em chưa dùng. À, bánh này người giao con em gọi bánh gì nhỉ? Bánh mật á? Con em 30 tuổi. Người kinh nhìn cái bánh này nó đây, mời em. Chị ơi, anh tặng hàng một cái bánh. Tặng hàng. Em hiệu này mới có 18 cộng 1 thôi nhỉ? Năm nay chưa 18. Em sinh năm 2007. Em trai ơi. Chị được quả chanh kia bên kia biết. 207 hay là 202? 202 chứ đúng không? Em ấy. Dạ chắc tầm vậy ạ. Dạ. Đây giới thiệu các bác này. Bánh này là bánh mà các em nó người giao đây, các em bảo là bánh này gọi là bánh mật. Đấy, đây, bóc cho các bác này. Bánh này làm từ gạo nương ở đây. Và trong này là có mật nữa. Mình có đó, chấm gì không nhỉ? Có trong mật đó. Cái này là chấm nước chấm thần thánh. Chấm thánh thì mà chấm cơ. Chấm tất cả các loại chấm luôn. À. Sao nó có vẻ bé bé nhỉ? Nó xỉu à? Anh mà xỉu. Anh định để nó thẳng cho nó xỉu. Em định để nó xỉu. Ờ, sao cái này của em thẳng thế nhỉ? Của anh thẳng sao có xỉu thế? Không được rồi, không được rồi, không ổn rồi. Cái này có vẻ bất ổn quá nhỉ? Cái này là các bác mới thấy được rằng là cái bánh này là gạo nếp ở đây họ làm rất là dẻo. Đó, dẻo luôn đấy. Đấy, do nó dài quá nên là nó không thẳng được. Đây, cái này nó tầm cái này. Chứng tỏ dài quá không thẳng được không anh ạ? Chấm cái này đi. Mời các bác nhá. Ngon lắm, bánh này vừa đấy. Ăn mát anh nhỉ? À. Cái này các em nó bảo là bánh bật. Ngon. Cái này mình vào dịp thì mình mới... Ngoài người giao ra thì có người nào làm bánh này nữa không? Tài cũng làm chứ đúng không em? Thì họ có biết làm bánh này không em? Hả? Em không ạ. À. Em lần đầu tiên ạ. Em là người giao ở đâu? Em ở trên Cao Bồ ạ. Cũng Cao Bồ ạ? À. Em hội hiệu này là cũng người giao ở Cao Bồ. Thế còn em này là người giao ở Phương Tiện nhỉ? À, Phương Tiến rồi luôn. À. Thế hôm nay còn em Hoa kia thì là người giao ở... Ấy.
bản dân. Hôm qua thì là mới có 18 nhân 2 thôi. Trẻ lắm. Trẻ. Thế hôm nay đầy đủ các loại dao anh ạ. Họ vẫn đang gõ gõ cái đấy là gõ cái gì nhỉ? Làm lễ à? À hôm nay là nhà này cũng làm cấp sắc luôn à? Chị đang làm cái người đi ăn có cấp sắc. À thế à? À thế à? Ngoài ra là hôm nay là chủ nhà đang làm lễ cấp sắc nữa. À cấp sắc cho em 13 tuổi. Thế à? À ở nhà này là phải cấp sắc mới được lấy vợ. Thế à? Thế cấp sắc có theo theo tuổi không? Ừ. Hiệu hay là như nào? Có đến theo tuổi rồi xong rồi phải là cấp sắc tuổi mới cấp sắc được ạ. À. Đủ tuổi mới cấp sắc được. Là cái tuổi từ 13 đến 18. À từ 13 tuổi trở lên xong thì là ngồi mông trên. Dạ. Ừ. Ừ. Hơn 18 tuổi, hơn 18 tuổi là lấy vợ. À. Hơn đâu à, người giao thì là thường thì là từ 12 đến 13 tuổi thì bố mẹ sẽ làm cấp sắc cho, còn nhà nào không có điều kiện thì cố gắng thì phải đến 18 đúng không, trước 18 tuổi đúng không, khi con trai người giao cái gì thì được cấp sắc thì gọi là được là đàn ông ấy đúng không, được gọi là trưởng thành rồi đấy đúng không, cho thêm một cái tên mới. Nhưng mà anh không cấp sắc anh làm gì người giao được không? Mấy chị em này là cũng một phần là đi lễ của người giao đấy, họ làm cấp sắc chứ không phải là đi lễ hội đâu đúng không? Chị ấy bảo là một phần đi lễ cấp sắc, một phần đi lễ hội, một phần đi lễ kiếm người yêu. Đây, nào mời các bác đi nhờ. Nào dô gái nhỉ, em gái ơi, em đi ngoài cùng ơi. Nào dô gái không mà anh em mình vừa ăn vừa uống nhá, để nói chuyện cho nó tiện. À, tại vì là đôi khi các em ở trong bản ấy nói chuyện nó còn hơi ngại, nhưng mà lên truyền hình Nguyễn Tất Thắng thì e thẹn. Anh nghe cái mâm này là nghe nếu anh em không quay là bây giờ phải bụp hết một nửa rồi đấy. Có anh em nó quay video là ngại quá. Với cả trong video thường lúc là cũng muốn ăn nó khỏe khỏe tí để đấy, nhưng mà sợ các bác lại nói. Thôi nào, mời các bác nhá. Nào, mời các anh chị em. À, vô cái nhá. Cả nhà. 1 2 3 dô 2 3 dô 2 3 1 2 nào nào lên 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 2 3 lên anh ạ. 1 2 3 lên. Anh thắng cửa ra em phải úp vào chứ. Bây giờ cùng em phải điền vào chỗ trống. Em thấy mọi người nửa tâm á. À trước khi kết thúc video thì thắng muốn nghe một làn điệu then của em Xuân Hữu nhờ. Vâng. Anh chị em cho một tràng vào đây nào. Nhờ anh Sư taxi dù và đưa đây là vật bất ly thân của em Xuân Hữu. Đấy. Em mua xe vào đây. Em xong đến từ từ xuyên mắt rồi xuyên đến Hà Giang quê hương tôi luôn nhá. Hay là bài Hà Giang quê hương tôi bài gì? Tức là một đoạn then tiếng đoạn thầy thôi. Và luôn Hà Giang quê hương tôi luôn nhá. Em làm một khổ ngắn kia thôi. Bắt đầu chưa? Mùa xuân về làng em tươi thắm mơ. Anh về lo vun bón gắng công cho rau xanh vườn dưa nhiều quá ơi, lúa đầy khắp nhà anh đón em ra, lúa đầy khắp nhà anh đón em ra. Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về có thêm nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Đẹp
quà vùng cao đem tới miền xuôi để trẻ quê tôi vui những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu của tôi. Tuyệt vời, rất vui được ngồi cùng với cả các chị em người Dao ở đây và một bữa cơm rất là ấm cúng. Và cảm ơn bạn Xuân Hữu có một bài hát then rất là tuyệt vời gửi đến tất cả quý khán giả trên kênh của em Nguyễn Tất Thắng, và gửi lời chúc tất cả đến bà con người Dao tại thôn Sa Phìn đó, xã Phương Tiến, một mùa màng bội thu và sang năm đón được nhiều khách du lịch đến với cả thôn Sa Phìn. Đây sẽ là một điểm hẹn và mới của rất nhiều những cái du khách khi đến với cả Hà Giang. Rất mong rằng là trong cái thời gian tới Thắng còn được trở lại đây nhiều hơn qua các lễ hội của người Dao tổ chức tại đây. Và chúc cho tất cả các chị em người Dao ở thôn Xà Phìn cũng như bốn chị em ngồi đây ngày càng xinh đẹp hơn và đón được nhiều khách hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chào quý đạo nơ.